Xin chào các bạn trở lại với xe đời sống.vn. Và trong câu chuyện hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn những cái ý kiến của chính khách hàng, người đang sử dụng mẫu xe Volkswagen Tiguan Allspace. Xin giới thiệu với các bạn, đây là anh Nguyễn Đặng Quốc Thái. Chào anh Thái. Chào Hiếu. Anh Thái hiện đang là phó giám đốc ngành hàng điện máy đổi trả của Thế Giới Di Động, tập đoàn Thế Giới Di Động, điện máy xanh. Vâng. Và anh Thái thì cũng mới mua chiếc xe Tiguan Allspace này thôi. Và trước đó có biết được là anh sử dụng rất nhiều loại xe. Và ngày hôm nay thì anh Thái sẽ chia sẻ với các bạn về những cái ý kiến, những cái trải nghiệm đối với mẫu xe này trong một cái thời gian qua. Chào các bạn xe đời sống. Mình sở hữu cái xe này cũng được 6 tháng rồi. Dạ. Tính tới thời điểm này cũng khoảng nửa năm. Đến nay là cũng nửa năm. Dạ. Nói chung là mình rất hài lòng với cái sự lựa chọn này của mình về cái dòng Tiguan Allspace này. Về cái thiết kế của cái xe này thì nói chung là nó cho mình cảm giác nhưng nó không có quá là gọi là không quá phô trương. Đúng rồi, không phô trương hoặc là nó cũng không quá phải nhìn nó cổ điển lắm. Nói chung là với cái thiết kế như thế này thì nó mang cái cảm giác có vẻ là nó đầm hơn, nó lâu dài hơn. Vâng, đó là những cái ý kiến ban đầu của anh Thái. Và các bạn biết, trước đây mới đây thì chúng tôi team xe đời sống cũng đã có một cái clip trải nghiệm chi tiết mẫu xe Tiguan Allspace trên cái cung đường thử từ Sài Gòn đi Đà Lạt. Thì ở đó các bạn cũng đã tìm hiểu được rất là nhiều những cái chi tiết hay. Tuy nhiên, những cái ý kiến của khách hàng chính là cái người sử dụng cái mẫu xe này thì sẽ cho một cái góc nhìn nó chân thực hơn. Ôi, nói về xe thì nó vô vàn câu chuyện. Xưa giờ cũng chạy nhiều xe lắm rồi. Tính của mình nó thích cầm vô lăng. Cái đam mê là cứ khoái đổi chiếc này chiếc khác để lái, tự lái và tự cảm nhận từng chiếc xe nó như thế nào. Để được trải nghiệm nhiều. À, công việc hàng ngày là ngoại trừ ở công ty, ở siêu thị ra là đa số di chuyển sống giống như sống trên xe. À, hàng ngày anh đi trung bình khoảng bao nhiêu cây số một ngày? Anh có giờ anh tính không? Nếu mà dạng như đi siêu thị mà ghé qua siêu thị này siêu thị kia nhưng mà nhiều á. À. Có khi chạy, tại vì vật lý do nói chung ngày trên 50 cây là bình thường. Lý do gì mà anh lại chọn Tiguan Allspace này nhỉ? Được biết là ngay trước khi mà anh sử dụng cái chiếc này thì anh có đang chạy chiếc Mitsubishi Outlander mà. Thật ra mà bén duyên với lại cái con Tiguan này á, nó cũng tình cờ lắm. Chiếc này là mình mua ở showroom ngoài Đà Nẵng á. Qua một cái thời gian dài như thế thì anh cảm thấy là cái chiếc xe này nó cảm nhận như thế nào về mọi thứ của chiếc xe? À, thật sự thì anh chạy rất là nhiều xe rồi. À. Mà hầu như là cũng thích mấy cái dòng dạng như 7 chỗ hoặc 5 cộng 2. Khi mà mình cầm lái cái con Tiguan thì mình cảm giác nó rất là chắc. Yes. Nó đầm. Là mình thích cái chiếc này nhất là cái việc mà cái giảm sốc của nó đó. Mình đi làm là đi ngang qua khu công nghệ cao quận 9 và cái khu công nghệ nó có rất là nhiều cái gờ giảm sốc. Thường những cái xe mà mình đi là tới gờ giảm sốc là phải thắng từ từ nó qua. Yeah. Chiếc này mình cứ phóng qua tới mà hình như nó không có cảm giác là nó bị dằn hay là nó sốc. Yeah. Ngược lại so với người ngồi trong xe mình. À. Cảm giác nó chắc mà êm lắm. Còn có cái chế độ thể thao. Đúng rồi. Anh có hay đi chế độ thể thao sport? Chế độ thể thao thì mình cũng ít đi lắm, chỉ trừ mấy lần đi tỉnh này nọ thì mới chuyển qua chạy thôi. Chứ còn đa số là chạy chế độ bình thường hoặc eco trong thành phố thôi. Nhưng mà đấy, chế độ thể thao thì nó cũng rất là bốc. Tại vì anh nhiều khi là anh để chế độ eco cho nên là đôi khi anh cảm thấy là cái tăng tốc nó còn chưa phê. Bình thường hay chỉnh chế độ eco cho nên là hình như là khi mà bắt đầu đĩa 3 là bắt đầu nó từ từ lên chứ eco thì đúng rồi eco thì nó không lên lắm luôn như các chế độ khác. Eco thì đề ba nó từ từ, không anh để bình thường thì nó cũng đấy. Thế còn để khi mà cứ tăng tốc cái anh chuyển về S cái đấy là anh tăng tốc là sướng nhất. Nhưng cái dòng Tiguan này á, thì đi đường trường á. Yeah. Thì khả năng tăng tốc nó cũng rất là ok á. Nếu mà so với lại Outlander của anh trước anh chạy á, hoặc là chiếc Peugeot 3008 mà bà xã anh chạy thì anh thấy cái chiếc xe này nó khác biệt ở cái điểm gì? Anh thấy hình như cái dòng sản phẩm Tiguan này nó hơn hẳn một bậc á. Có vẻ như mình cảm giác lái nó thích hơn. Yeah. Và nó đầm hơn. Mọi thứ có từ cách âm hay cho tới động cơ máy
Mặc dù thằng Outlander mình đi cũng 2 chấm đó, nhưng mà hình như nó không có tăng áp. Không tăng áp, Outlander không có tăng áp. Bản chất mình đi cái con Outlander mình cũng rất là thích, vì nó rất là nó êm ái và nó cũng chắc rồi. Đúng rồi. So với cảm giác khúc chắc thì Outlander rồi. Cũng là chắc đấy. Đó, nhưng mà thằng này là còn hơn nữa. Đúng rồi, khi mình đi cái chuyển qua mình đi cái con này thì đúng là người ta hay nói là xe Đức nó khác xe Nhật. Không phải xe Đức mà còn nhập khẩu nữa thì đúng là nó khác hẳn rồi. Mình đã từng chạy cái con Infiniti QX60. À, QX60. Chạy cũng đã có chạy và ngồi sau tay lái cũng có. Nhưng mà đúng hình như là cái cảm giác thằng này nó vẫn hơn hẳn con Infiniti đó. Hơn Infiniti luôn. Cái độ êm ái á. Cái con Infiniti không biết là do cái máy nó lớn quá hay sao, nhưng mà mình ngồi á, khi mà xe nó chạy mình vẫn nghe được cái tiếng máy ở cái buồng nó vọng vào. Còn thằng này hình như là không thấy. Và cái độ êm ái thằng ba. Và ngay cả luôn là ngồi băng sau của cái thằng này á. Nó thiết kế là ngồi nó cũng rất là thoáng. Rộng thoáng. Còn Infiniti mình cũng đã có ngồi một lần, thì một lần đi với lại mấy người anh chị đồng nghiệp trong công ty. Cái băng sau ngồi bài cũng 3 người nhưng mà hình như là nó không thoáng lắm và nó có vẻ nó cũng chật. Em thấy là cái chiếc GLC 200, cái tầm giá nó cũng ngang ngang cái chiếc này đấy, sao anh không chọn mua cái chiếc đấy mà. Đây đợt trước mình cũng có đi một chiếc GLC 250. Có cảm giác của mình đó là mình cảm thấy cái thằng Tiguan này nó vẫn êm hơn thằng kia một tí. Thế nên cá nhân anh đúng rồi, theo cá nhân mình vậy. Và nếu mà anh chọn GLC là anh chỉ được 5 chỗ thôi. Đúng rồi. Nói về cái chỗ nó cũng quan trọng lắm nha. Thật ra mình đi di chuyển hàng ngày luôn á, là bản thân Thái là mình hầu như ít có chở full đó. Hầu như di chuyển mình hoặc là cuối tuần gia đình mình đi giỏi lắm cũng chừng 4-5 người. Nhưng mà lâu lâu ví dụ như ở nhà có tiệc tùng gì hay là cần di chuyển thêm người á, hai băng ghế sau nó rất là tiện dụng. Thấy rõ cái điều đó luôn, có nghĩa là băng sau thì cho hai bé hoặc ba bé xuống dưới sau thì tụi nó vẫn ngồi dừa và cứ líu lo bình thường, thoải mái. Và người lớn vẫn ngồi băng giữa được 3 người. Đó, thì đa số cái việc mà có thêm thằng cái hai cái băng sau nữa nó rất là tiện lợi. Thế là chở thêm được nhiều. Đúng anh rồi. Em đồng nghiệp đi luôn. Tiện luôn. Thay vì phải ví dụ giờ xe 5 chỗ mà giờ thiếu hai đứa phải đi hai chiếc, nhiều khi ra tới quán lại không có chỗ xe nữa đó. Cho nên là nó cũng tiện lắm. Mình có thể di chuyển được một cái đoạn không quá dài đó, mà người ta vẫn có thể đôi khi được. Thôi, đôi khi. Đúng nhưng rồi. Mà nó lại rất là rất tiện. Là cần. Vâng, vừa rồi ấy, thì các bạn cũng đã cùng với Xe Đời Sống và đặc biệt là anh Thái chia sẻ rất là nhiều điều thú vị về cái việc mà sử dụng một cái chiếc xe hơi của anh ấy, và đặc biệt là cái người bạn mới mẫu Tiguan Allspace này. Mình thật sự hài lòng với chiếc xe Tiguan Allspace này, mang lại cho mình một cảm giác lái thật là thích thú với đầy đủ tiện nghi của một chiếc xe, vừa giúp cho mình công việc hàng ngày đi lại đi làm hoặc là cuối tuần du lịch cùng gia đình, nó mang lại sự sảng khoái hơn.